Dạ con xin đặt câu hỏi, con có người quen nhờ con hỏi thầy là ba của con là người có vị thế trong xã hội. Chính điều này đã làm ba con thay đổi, ba của con công khai có vợ bé, bỏ mặc mẹ con của con và sử dụng tiền của công ty để mua nhà cho vợ bé đứng tên. Sau khi cơ quan phát hiện người vợ bé đã bỏ ba con và bán căn nhà đó. Và ba con buồn quá, sau khi trở về nhà với tuyệt vọng về van xin mẹ con bán đất đai để trả nợ cho công ty. Mẹ con đồng ý những lời van xin của ba con. Một năm sau, ba con nghỉ hưu với căn bệnh ung thư bộc phát. Trong những ngày ba con nằm viện, mẹ con chưa một lần đến thăm. Bỗng một hôm mẹ con có ghé qua bệnh viện, nhưng có gửi tờ đơn ly hôn buộc ba con phải ký. Con đang học lớp 12, chuẩn bị thi vào đại học, con cảm thấy bế tắc và chán trường, muốn buông xuôi tất cả và không biết phải khuyên mẹ con như thế nào. Kính thưa thầy giúp con. Dạ, mô Phật. Dạ. À, đề tài của các câu hôm nay đó thì nó liên hệ đến là vấn đề gia cảnh, tình yêu, hôn nhân trong hạnh phúc cũng như là những khổ đau và bế tắc đó, có thể có. Bản thân của câu hỏi đã đặt ra một cái tình huống đau lòng. Một người con hiếu thảo cảm thấy rất là day dứt khi sự kiện người cha đã vượt qua cái ranh giới của tình hôn nhân đến với một người khác và sử dụng tiền của công ty đó để mua nhà riêng cho người đó. Cuối cùng thì bị phát hiện, dẫn đến tình trạng là phải bán đất đai của nhà để trang trải. Thì điều này thì sẽ làm cho người vợ, tức là mẹ của người đặt câu hỏi, cảm thấy khổ đau. Nhất là khi ta phát hiện ra một người nào đó nó sống không chung thủy, không trung thực với mình, và có cảm nhận rằng mình là một người bị lừa đảo, bị phụ tình phụ bạc. Nỗi đau trong những hoàn cảnh như thế không phải là ít, khắp nơi trên thế giới các hoàn cảnh tương tự đều có thể diễn ra. Có điều là người ta mạnh dạn đưa ra các phương tiện truyền thông để chia sẻ, hoặc là ém nhẹm đi như là chưa từng có vấn đề gì. Cái kịch tính của tình huống này nó đặt ra ở chỗ đó là bản thân người cha bây giờ đang lâm vào cái chứng bệnh rất là hiểm nghèo, mà tuổi thì đã lớn, không thể tự mình tạo ra được tiền bạc để chu lo cho bản thân, thì huống hồ đó là lo cho những người thân, người thương của mình. Sự uất hận của người vợ đó đã làm cho bà quyết định con đường đó, đường anh đi, đường em đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Có nghĩa là không có chấp nhận giải pháp là làm mới, để vì ít nhất là lợi ích của những người con. Người con gái thương cả cha lẫn mẹ, không muốn tình trạng cha mẹ phải ly thân, huống hồ lại ly hôn. Bây giờ là nước nó đã đến cái tình trạng là vỡ bờ, thì phải làm cái gì và làm như thế nào? Rất là khó trả lời ở trong tình huống được đặt ra, là bởi vì đó không có một câu dữ liệu nào ở trong câu hỏi cho thấy là cái mối quan hệ tay ba đó nó đã hồi kết thúc hay là nó vẫn đang còn ở trong thì hiện tại tiếp diễn. Nếu nó nằm ở trong thì hiện tại tiếp diễn thì việc khuyên người mẹ bỏ qua bằng cách là làm lành làm hòa với người cha là đồng nghĩa biến người mẹ trở thành là nạn nhân một cách vĩnh viễn và lâu dài. Và điều đó thì có lẽ là phần lớn không có chị em phụ nữ nào muốn. Nói chung là ai lâm vào hoàn cảnh bị cắm sừng hay là bị cái người người vợ hay chồng của mình đó, ăn chả hoặc ăn nem, không ai muốn cả. Có thể khi sự kiện đó chưa được biết đến đó, thì người ta không màng không quan tâm, mà đã được biết đến rồi đó thì cái mối ẩn uất, cái lòng thù hận căm phẫn đó nó trỗi dậy rất là mạnh. Và do đó đó
Cái tình huống này nó đòi hỏi đến bản thân của người trong cuộc, đặc biệt là người cha và người chồng. Phải thấy rất rõ là trong thời gian vừa qua đó, vì công việc làm ăn, vì danh tiếng, vì tài sản và vì có thể là lòng tham mà biện hộ bằng cách là không thỏa mãn được hạnh phúc với người vợ và những người con rất là thương kính mình, cho nên mới tìm kiếm những hình ảnh ngoài người vợ, và kết quả là đã biến cho vợ con mình trở thành nạn nhân, và hành động sai lầm của mình cũng biến bản thân ông trở thành nạn nhân. Cho nên trong tình huống đó đó thì người cha và người chồng phải thấy đó là một lỗi lầm lớn và phải tháo gỡ nó một cách có nghệ thuật. Việc tháo gỡ không đơn giản là bởi vì là khi mà một người lớn tuổi, dù là nam hay nữ, mà thương một người kém tuổi hơn mình đó, thì cái tâm lý sợ bị mất hoặc là sợ không được thương đáp đền trở lại đó, sẽ làm cho người đó phải chu cấp về vật chất, cụ thể là tiền bạc. Và do vậy đó là những cô mà sẵn sàng nhận vai trò là làm bé thì sẽ có những cái nhu cầu là khai thác về cái yếu tính đó để trở thành là người đứng tên cái căn nhà. Và theo luật pháp đó, thì khi mà cô đó có đứng tên thì giàu có chứng minh đó, cái tài sản này là do người chồng lấy từ công ty, và sau này đó là phải bán tiền đất đai của gia đình để mà lắp vào để đền cho công ty đi nữa, thì tài sản đó vẫn thuộc về người được chu cấp. Và do đó, đó là một sự tổn thất rất lớn. Nếu có những cái dấu hiệu đèn xanh mà nó bắt đầu bằng những cái đèn vàng kêu cứu từ người chồng và người cha rằng chuyện lỡ làng đó xin được bỏ qua, và việc thể hiện sự kết thúc đó, nó có những dấu hiệu rất là tích cực, thì là một người vợ cao thượng đó, thì ta cũng có thể bỏ qua để ít nhất là xây dựng lại mái ấm gia đình cho con cái của cả hai. Không phải mấy ai cũng có thể làm được việc đó, nhất là thấy tiền của cái gia đình mình hay là tài sản chung hai vợ chồng bây giờ nó trở thành là trống không, thì cái uất hận và cái sự ghen tức đó sẽ làm cho người ta khó lòng ứng xử một cách cao thượng. Do đó bản thân của người chồng nó phải thể hiện ở một mức độ nhất định nào đó để cho thấy là người vợ có thể đặt được niềm tin rằng là cái việc hứa hẹn này đó, nó không phải là hứa cụi nữa mà là một sự thật. Thứ nhất đó, nó có sự tổn thất, và nhận diện được sự tổn thất về cái tài sản mà phải lo cho cái người thứ ba đó, nó gây ảnh hưởng và hậu quả rất là nghiêm trọng. Thứ hai là phải rất rõ là mái ấm gia đình đó, nó nằm ở trên nền tảng của cái sự hài lòng, chứ không phải là nằm trên cơ sở của những cái mà mình đi tìm kiếm thêm ngoài những cái mà mình đang có, dưới sự cho phép của luật pháp và dưới sự khuyên lơn đạo đức của đạo Phật. Tôn giáo là nổi tiếng về việc hướng dẫn đời sống của người từ kinh gia làm thế nào để đi vào trong cái hướng có được an vui và hạnh phúc lâu dài. Là người phụ nữ ở trong cuộc, tức là người mẹ bất hạnh và người vợ bị bạc đãi đó, thì nỗi đau nó là điều rất là khó quên. Và dĩ nhiên ta phải thực tập thôi, tức là nỗi đau nào nó cũng có điểm xuất phát, không biết đó, thì nỗi đau có trở thành không, biết rồi đó thì nó làm cho mình hoàn thất với những giọt máu, thậm chí là hàng loạt những dòng máu ở trái tim thương yêu, càng chung thủy càng hy vọng, càng lý tưởng hóa, càng tận tụy và càng hy sinh cho người chồng mình bao nhiêu đó, thì khi phát hiện ra cái tình trạng của người thứ ba sẽ làm cho nỗi đau nó hoàn thất và nó dằn xé bấy nhiêu. Và dĩ nhiên ta cũng cần phải phân biệt, đừng có đánh đổ hết tất cả. Ta có thể đặt ra hai giai đoạn chưa có hình ảnh của người thứ ba can thiệp vào và giai đoạn bắt đầu manh mún có hình ảnh của người thứ ba. Thì ít ra đó, trước cái giai đoạn có người thứ ba đó, thì khoảng thời gian có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm vợ và chồng trong gia đình này đã là những người rất là hạnh phúc. Còn giai đoạn người thứ ba có thể là 3 năm, 2 năm, hay là 3 tháng, 2 tháng là mất hạnh phúc.
đừng lấy cái khoảng thời gian mất hạnh phúc này để mà đánh đổ và chơi một trò đánh đố với cái khoảng thời gian 20 năm, 30 năm về trước. Khi ta so sánh như thế thì ta dễ dàng tạo ra tính cách rộng lượng tha thứ. Ít ra đó, ta vẫn là người có được cái khoảng thời gian dài hơn là cái người thứ ba này. Và khi thấy rất rõ là chồng của mình đã ăn năn hối hận, và nhất là đang nằm sống ương chết dở ở trên giường, cần đến sự chăm sóc, tình cảm, tình thương. Và thường những hoàn cảnh như thế đó, thì kẻ thứ ba đó dễ dàng là đào tẩu lắm. Bởi vì cái mục đích một bên đó thì để thỏa mãn bản năng, một bên đó thì lợi dụng vào cái việc cung cấp các cái dịch vụ thỏa mãn để có được những nhu cầu về vật chất. Nó giống như là ăn bánh trả tiền, thì không có tình huống dễ gì mà có được tình huống người thứ ba trẻ tuổi hơn đó lại triều mến, thương yêu để chăm sóc. Nhưng cái cơ hội đó là người ta quảnh mặt ra đi luôn. Thì lúc đó người vợ bất hạnh này nên ứng xử như là một vị Bồ Tát, lo lắng cho cái người mà ra mình đã có một cái khoảng thời gian sống hạnh phúc cho tương lai của con cái, cũng như là trong quá khứ đã từng là như thế. Ứng xử như vậy, nếu mà mình chưa có thể rộng lượng hỷ xả tha thứ bỏ qua đó, thì ta có xem như là cái vấn đề từ thiện đi, giúp cho một cái người nào đó đang bị bệnh nặng ở cuối cuộc đời, chăm sóc cho người đó để giúp cho người đó vượt qua những nỗi đau bế tắc. Và càng ứng xử cao thượng chừng nào đó, thì cái mức độ dằn xé đó ở cái người mà cảm nhận ra rằng lỗi và thuộc về phía mình đó, nó sẽ thấm thía hơn. Và điều đó sẽ giúp cho người đó làm mới được cuộc đời ở tuổi gần đất xa trời. Như vậy thì nó sẽ được vẹn toàn cả phương diện của mình và bản thân của những đứa con, hay nói cách khác là tương lai hạnh phúc cho cả một gia đình. Ứng xử cao thượng như thế không bao giờ là một sự lỗ lã, và nó sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, vui hơn. Còn cái nỗi đau trong vòng mấy tháng mà bây giờ, hoặc là mấy năm bây giờ phát hiện ra đó, bây giờ nó cũng đã là quá khứ rồi. Và đừng để cái nỗi ám ảnh về một vết thương lòng trong quá khứ nó trở thành là cái mối đe dọa hạnh phúc cho cả gia đình, đặc biệt là những đứa con ở hiện tại và tương lai. Thì trên tinh thần này, chúng tôi xin đề nghị người mà nhờ chuyển câu hỏi đến đó, hãy suy nghĩ thêm về hoàn cảnh để ta có thể chọn ra mình một lối ứng xử có lợi ích cho bản thân mình, cho tương lai của con cái, mặc dù ngay bây giờ chưa có thể dễ dàng bỏ qua được cái sự bạc lòng phụ tình phụ nghĩa của người bạn đời của mình. Xin yêu câu hỏi khác.